thứ bảy sau Chúa Nhật thứ ba phục sinh năm A. Tin mừng theo Thánh Gioan chương 6 câu 51, câu 60 đến câu 69. Tại hội đường Ca-phác-na-um, Đức Giê-xu đã nói: Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Nghe rồi, nhiều môn đệ của người liền nói: Lời này chướng tai quá, ai mà nghe nổi. Nhưng Đức Giê-xu tự mình biết được là các môn đệ đang sầm xì về vấn đề ấy. Người bảo các ông: Điều đó anh em lấy làm chướng không chấp nhận được ư? Vậy nếu anh em thấy con người lên nơi đã ở trước kia thì sao? Thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống. Nhưng trong anh em có những kẻ không tin. Quả thật, ngay từ đầu, Đức Giê-xu đã biết những kẻ nào không tin và kẻ nào sẽ nộp người. Người nói tiếp: Vì thế thầy đã bảo anh em, không ai đến với thầy được nếu Chúa Cha không ban ơn ấy cho. Từ lúc đó nhiều môn đệ rút lui, không còn đi theo người nữa. Vậy Đức Giê-xu hỏi nhóm 12: Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao? Ông Simon Phê-rô liền đáp: Thưa thầy, bỏ thầy chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Phần chúng con đã tin và nhận biết rằng chính thầy là đấng thánh của Thiên Chúa. Suy niệm: Thưa thầy, bỏ thầy thì chúng con biết đến với ai? Lời Chúa hôm nay đặt con người trước một sự chọn lựa. Có thể nói đời người là một chuỗi những chọn lựa liên tục. Đứng trước những mặc khải khó hiểu của Chúa, nhiều người đã bỏ cuộc, không còn muốn đi theo Chúa nữa. Thế nhưng không phải là tất cả. Vẫn còn có những người vẫn trung thành. Lý do vì họ tin vào Chúa. Họ đã đặt niềm tin của mình vào một con người chứ không phải vào một lý thuyết. Odette, một cô gái xinh đẹp sinh ra trong một gia đình quý tộc nước Bỉ. Năm 17 tuổi cô quyết định đi tu. Nhưng chỉ vài ngày sau khi lãnh áo dòng, cha mẹ đến bắt cô trở về. Từ lâu, ông bà đã có ý gả cô cho lãnh chúa Simon thuộc lâu đài gần đó. Vốn biết cô gái cưng không muốn lập gia đình, nên cha mẹ cô đã âm thầm chuẩn bị hôn lễ. Các thiệp mời đều được kín đáo gửi đi và sự chuẩn bị đều giữ bí mật cho đến giờ chót. Một buổi sáng đẹp trời, cô thức giấc vì sự ồn ào lạ thường của lâu đài. Vén màn nhìn qua cửa sổ, cô ngạc nhiên thấy xe hoa lộng lẫy đang tiến vào khuôn viên trước lâu đài. Hỏi ra, cô mới biết người ta đang chuẩn bị lễ cưới cho cô. Kế đó, các người hầu vào phòng trang điểm và mặc áo cưới cho cô. Xong, họ đưa cô xuống nhà nguyện tư của lâu đài. Giám mục của vùng và linh mục tuyên úy lâu đài đã nghiêm chỉnh chờ sẵn. Nghi lễ đến phần giao ước. Vị chủ tế hỏi Odette có ưng nhận Simon làm chồng theo luật giáo hội không? Cô dõng dạc tuyên bố: Con không nhận lãnh chúa Simon cũng như bất cứ người nào làm chồng, bởi vì tình yêu của con đã hiến dâng cho Chúa Kitô từ lâu rồi. Vì thế, không một tình yêu nào có thể tách rời con khỏi tình yêu Chúa Kitô là bạn trăm năm duy nhất đời con. Sáng hôm sau, không thấy con gái xuống vườn đi dạo như thường lệ. Cha cô gõ cửa phòng, và kìa, Odette đang gục đầu trên vũng máu. Ông đau đớn nhìn con và hiểu ngay ý định của Odette.
Vì muốn hủy hoại sắc đẹp của mình nên cô đã dùng gươm cắt chiếc mũi xinh đẹp. Khi hồi tỉnh lại, được hỏi lý do tại sao cô làm như vậy, cô thản nhiên đáp: như thế sẽ không còn ai cấm con đi tu nữa. Thật vậy, khi vết thương đã lành, cô được phép nhập tu viện. 3 năm sau đó được bầu làm tu viện trưởng lúc mới 23 tuổi.